những nhà máy không sử dụng nhân công, những dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, những chiếc xe không người lái. Tự động hóa và chuyển đổi số đang thay đổi thế giới chúng ta với tốc độ chóng mặt. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nói chung, EVN nói riêng cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi. Việt Nam tuy là một quốc gia còn non trẻ về công nghệ, nhưng đã dần khẳng định tốc độ hội nhập bằng những con số ấn tượng. Năm 2019 được xếp thứ 3 khu vực ASEAN về quy mô nền kinh tế số. Năm 2020 đứng thứ 55 về chuyển đổi số theo báo cáo chỉ số kết nối toàn cầu. Kết quả này có vai trò đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019, hầu hết các đơn vị trong EVN đều đang sử dụng các hệ thống tự động hóa phục vụ công tác đo lường, giám sát, điều khiển trong hệ thống điện Việt Nam. Trong đó sử dụng các phần mềm và phần cứng của các nhà sản xuất trong và ngoài nước khác nhau. Điều này dẫn đến những khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ kỹ thuật đảm bảo cho công tác quản lý vận hành. Cùng với đó là các phần mềm trong hệ thống SCADA, EMS, hệ thống điều khiển trạm biến áp, nhà máy điện là các phần mềm có tính chất phức tạp, đặc thù, sử dụng các phân tích toán học với các thuật toán phức tạp. EVN thời điểm đó chưa có đơn vị nào có đủ năng lực tự phát triển các phần mềm này. Tập đoàn chưa có đơn vị có đủ lực lượng chuyên môn, được đầu tư đúng mức và được giao chức năng nhiệm vụ phù hợp trong lĩnh vực tự động hóa để trở thành đơn vị đầu mối và có khả năng làm chủ, phát triển và tổ chức triển khai các giải pháp phần mềm tự động hóa theo yêu cầu sử dụng. Công tác tự động hóa là một cái việc quan trọng trong hệ thống điện nói chung cũng như hệ thống điện Việt Nam nói riêng. Cái việc mà ứng dụng tự động hóa trong cái lưới điện và hệ thống điện thì bắt nguồn từ cái việc hợp nhất cái lưới điện Bắc Nam qua thông qua cái đường dây 500 kV mạch 1. Trên cơ sở cái hệ thống lưới điện toàn quốc thì cái việc mà điều hành hệ thống điện cũng như là điều độ hệ thống thì phụ thuộc rất lớn vào cái công nghệ cũng như là cái thiết bị. Trong giai đoạn 2014-2019 thì khi hệ thống trang bị cái hệ thống SCADA và EMS trang bị cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để điều hành và vận hành cái hệ thống điện cũng như là điều độ hệ thống thì phụ thuộc rất lớn vào các cái hãng trên nước ngoài. Khắc phục các cái tồn tại hạn chế phụ thuộc vào nước ngoài thì trong cái chiến lược phát triển của tập đoàn cũng như là trong cái đề án về tự động hóa và ứng dụng khoa công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì tập đoàn chủ trương là phát huy nội lực từ cái việc mà đưa ra các cái phần mềm để điều khiển cũng như nội lực trong cái việc mà sản xuất các cái phần mềm, sản xuất các cái thiết bị. Nhằm nâng cao tính tự chủ, đảm bảo tính hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật trong công tác tự động hóa EVN, ngày 28 tháng 1 năm 2019, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 51 NQ-HDTV về một số định hướng cơ bản trong công tác tự động hóa của EVN. Thứ nhất, nêu cao tinh thần tự chủ trong công tác tự động hóa, tự thực hiện phần việc tích hợp hệ thống và triển khai khi xây dựng các trung tâm điều khiển xa, các trạm biến áp, trung tâm giám sát thông số vận hành các trạm biến áp và nhà máy điện khi đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống điều khiển, phần mềm điều khiển các trạm biến áp. Thứ hai, hoàn thiện hệ thống SCADA EMS, DMS trong hệ thống điện Việt Nam, chuẩn hóa mô hình tổ chức các trung tâm điều khiển xa, chuẩn hóa hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa. Thứ ba, nghiên cứu để tích hợp và làm chủ công nghệ hệ thống giám sát diện rộng WAM và hệ thống SCADA EMS vào năm 2020, tích hợp hệ thống AGC và hệ thống quản lý điều độ DIM. Thứ tư, tổ chức nghiên cứu phát triển các sản phẩm tự động hóa và đào tạo các kỹ sư chuyên sâu về công tác tự động hóa tại hãng mà EVN đang sử dụng sản phẩm dịch vụ. Ngay khi có nghị quyết của Hội đồng thành viên EVN về tự động hóa, tập đoàn và các đơn vị đã nhanh chóng triển khai. Vượt qua những khó khăn thách thức ban đầu, một số đơn vị trực thuộc EVN đã và đang đạt được những kết quả quan trọng trong việc xây dựng hệ thống tự động hóa trong các quy trình điều hành sản xuất. Đến nay, khối phân phối và truyền tải đã chủ động được trong công tác khai thác phần mềm,
tự thực hiện dịch vụ triển khai tích hợp cho trung tâm điều khiển, trạm biến áp. Cụ thể, việc nhập liệu, cấu hình cơ sở dữ liệu, kết nối, thử nghiệm, nghiệm thu, vẽ sơ đồ lưới điện, thiết lập các thông số, mức giới hạn vận hành, nâng cấp điều khiển và xử lý sự cố hệ thống đã được làm chủ. Cùng với đó, những công việc trước đây phải phụ thuộc vào các nhà thầu như việc khai báo, mở rộng tín hiệu, trạm, ngăn lộ, tích hợp và triển khai lắp đặt, cài đặt, khai báo, cấu hình ghép nối, thí nghiệm hiệu chỉnh từ thiết bị đầu cuối tại trạm 110 kV, Recloser, ELBS đã được các kỹ sư của tập đoàn làm chủ vận hành. Do đã tự thực hiện được phần dịch vụ triển khai, tích hợp, thí nghiệm hiệu chỉnh, nên chi phí đầu tư giảm đáng kể, tiết kiệm được khoảng 2 tỷ đồng trên một trung tâm điều khiển, một trạm biến áp. Hệ thống SCADA EMS cơ bản đáp ứng được các nhu cầu thu thập, giám sát, điều khiển hệ thống điện của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia. Sử dụng hệ thống tự động điều chỉnh tăng giảm công suất AGC nhằm duy trì tần số của hệ thống điện ổn định. Hệ thống giám sát hệ thống điện diện rộng WAMS, cảnh báo tự động, phân tích miền tần số online, phân tích phương thức và giám sát các khu vực liên kết. Hệ thống ghi sự cố FAS. Hiện nay, hệ thống SCADA DMS đã được các đơn vị làm chủ việc khai thác các tính năng chuyên sâu. Cơ ứng dụng DMS được sử dụng một cách phù hợp với đặc điểm từng lưới điện. Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa. EVN đã tự xây dựng được phần mềm thu thập quản lý dữ liệu đo đếm EVN HES dùng chung trong toàn tập đoàn. Đây là phần mềm có thể kết nối được với tất cả các chủng loại thiết bị trên lưới điện EVN, là nền tảng cơ bản hướng đến hệ thống AMI, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối thiết bị với phần mềm. Năm 2021, tập đoàn đã phát động chương trình phát triển các sản phẩm tự động hóa Make by EVN, có 28 sản phẩm đăng ký. 6 sản phẩm được EVN công nhận là sản phẩm Make by EVN. Trong đó có 3 sản phẩm sẽ tham gia đăng ký sản phẩm Made in Việt Nam. Đó là các sản phẩm công tơ điện tử CBC, EMEC của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm EVN HES của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin, trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện EVN EV Charger của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, chương trình quản lý mất điện trên sơ đồ đỡ tuyến OMS của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp SIFI và hệ thống cảnh báo sự cố lưới điện FDS của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, số hóa công tác điều độ lưới điện của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội. Năm 2016, Tổng Công ty bằng nguồn lực nội bộ đã nghiên cứu thành công xây dựng chương trình quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến. Chương trình này được viết trên mã nguồn mở nên hết sức linh hoạt trong vấn đề lập trình cũng như là kết nối với các hệ thống khác. Qua cái việc ứng dụng chương trình này thì toàn địa bàn thành phố, việc cung cấp điện, phát hiện mất điện, sửa chữa điện, quản lý cung cấp điện sẽ được thực hiện trực quan sinh động trên sơ đồ đơn tuyến. Ngoài ra, kết hợp với những cái hệ thống tự động hóa thì những cái thiết bị được giám sát điều khiển, những cái công tơ đo đếm thông minh đều truyền dữ liệu về chương trình này và qua đó chúng tôi có thể giám sát được cái tình hình cung cấp điện trên toàn địa bàn thành phố. Trong 3 năm qua, với việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số, việc cung ứng các dịch vụ điện và công tác chăm sóc khách hàng của ngành điện không hề bị gián đoạn. Đến nay, chuyển đổi số ở EVN đã chuyển từ nhận thức thành hành động. Hầu hết hoạt động chính của tập đoàn đã được đưa lên môi trường số. Trong lĩnh vực sản xuất, EVN đã từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS, sửa chữa bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương thức CBN cho các trạm biến áp từ 110 kV trở lên và các nhà máy điện trực thuộc EVN ứng dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương pháp ACM. Thử nghiệm ứng dụng AI trong công nghệ xử lý và nhận diện hình ảnh, kiểm tra và giám sát hành lang tuyến đường dây bằng thiết bị chụp ảnh và thiết bị bay thông minh. Trang bị ứng dụng hiện trường Digital Workforce, khối phân phối và truyền tải cho các công tác như tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện kiểm tra, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh và giám sát an toàn, nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm mô hình nhà máy điện số, trạm biến áp số. Ngoài ra trang bị các ứng dụng chuyên ngành như dự báo đối với nguồn năng lượng mới, nghiên cứu xây dựng trung tâm giám sát bảo dưỡng online và thử nghiệm tối ưu về quản lý nhiên liệu đối với nhà máy nhiệt điện. Khi chúng ta đã dần hoàn thiện các hệ thống SCADA trung tâm, hệ thống giám sát điều khiển trạm biến áp, nhà máy điện, thì vấn đề lớn đặt ra cho chúng ta là sử dụng các cơ sở dữ liệu thu thập phát sinh từ các hệ thống tự động hóa này như thế nào cho hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu quản trị của tập đoàn. Như vậy, ngoài việc củng cố các hệ thống tự động hóa,
thì chúng ta phải nghiên cứu, xây dựng phương án, giải pháp thu thập, tích hợp xử lý dữ liệu lớn từ các hệ thống tự động hóa nhằm đảm bảo hiệu quả việc khai thác, phân tích dữ liệu, dự báo, ra quyết định chính xác cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chăm sóc khách hàng của tập đoàn và các đơn vị. Từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống tự động hóa. Đến nay, EVN đã từng bước làm chủ được thiết bị, công nghệ, tạo được nhiều kết quả quan trọng trên hành trình tự động hóa, qua đó tạo đà cho hành trình chuyển đổi số của EVN. Và để mục tiêu tự động hóa thực sự thành công, tập đoàn đã hoạch định các mục tiêu chiến lược cụ thể cho giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để khai thác một cách chủ động các hệ thống tự động hóa, tự chủ tối đa trong công tác tự động hóa, nghiên cứu giải pháp thu thập và xử lý dữ liệu lớn hệ thống điều khiển tự động hóa nhằm đảm bảo hiệu quả việc khai thác, phân tích dữ liệu, dự báo, ra quyết định chính xác cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chăm sóc khách hàng của tập đoàn. Từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tự động hóa, nghiên cứu và từng bước triển khai tự động hóa quy trình bằng robot APA, xây dựng áp dụng hệ thống an toàn thông tin theo các tiêu chuẩn khuyến nghị quốc tế, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống tự động hóa. Phấn đấu đến năm 2025, EVN có 10 sản phẩm được công nhận Made by EVN và 5 sản phẩm công nhận Made in Việt Nam. Về phía EVN cũng phải xây dựng lập cái kế hoạch, một cái lộ trình để ứng dụng các cái tự động hóa, các cái hệ thống tự động hóa. Ở đây thì tập trung nhiều vào trong các hệ thống, các cái dây chuyền sản xuất từ khâu phát, khâu vận hành lưới. Thì tất cả những cái giải pháp đó thì cũng cần phải có những cái đầu tư và định hướng phù hợp và vẫn tiếp tục theo cái hướng là tự chủ. Hiện nay tập đoàn cũng đã xây dựng cả một cái chương trình để đào tạo chuyên gia cấp tập đoàn, chuyên gia cấp các đơn vị. Bên cạnh đó thì cũng phải đẩy mạnh thêm cái công tác liên kết phối hợp với các cái hãng lớn uy tín trong cái công tác chuyển giao đào tạo và chuyển giao công nghệ, khuyến khích về nghiên cứu khoa học trong cái lĩnh vực này. EVN đã và đang thể hiện quyết tâm nhất quán với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong nước và khu vực về tự động hóa. Mục tiêu xa hơn là trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực và từng bước vươn xa ra biển lớn, hội nhập thành công.